lão đó à? Mày ra bảo với nó là chú đi vắng nhá. Nhanh nhanh nhanh. Chú nói thật nhá. Đi nhanh lên. Nhanh lên. Trời ơi. Ôi trời ơi, trời ơi. Chổi đến chơi với cán à? Hôm trước cán gửi chổi 40 trứng. Chổi đã thụ hết chưa? Này, hôm nào cá chết, vịt nó đẻ thì cán lại gửi chổi trứng nhá. Đây không thèm nhá. Đây không thèm, đi đâu đây? Chú không có nhà đâu. Rõ ràng vừa nghe thấy tiếng ở trong nhà xong. Ôi giời, thì chú bảo chú không có nhà, cứ để cho cá nói mãi. Ờ nhưng mà đây lại cứ bị không tin cơ. Thì không tin bà mà hỏi. Ôi thì chết rồi. Thế là nó vào thật à? Ôi. Ở nhà mà cứ trốn em à? Này. Ơ kìa. Này. Giời ơi. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi. Trời ơi. Trời về đi. Chú đang bị cúm vịt. Em không về đấy. Kìa. Cứ xưng chú thì bảo sao chẳng bị cúm. Cứ thử xưng anh mà xem. Trời, trời ơi, trời ơi, đừng. Chú đã nói rồi, chú bị cúm ngỗng. Thôi nào, em không về. Khổ quá, cúm ngựa đấy, về đi. Ơ kìa. Sao trong trại vịt lại nhiều giận dệt thế nhở? Ngứa đấy. Ngứa quá nhở? Điêu. Ồ, có ngứa đây này. Đâu mà? Đây. Khổ quá, đâu ngứa đây, đâu? Em ngứa quá. Ai ui, mắt cho em. Làm gì có đây đâu này. Không là không có. Đây này. Ôi trời. Chổi quậy đi. Chổi quậy đi. Chỗ này, chú trao đổi với cháu như thế này. Trời, đã bỏ nghiêm túc rồi này. Trời, chú nói đến đâu rồi nhỉ? Nói đến... Nào, trời, à, chú nhớ rồi. Nào, chú nghiêm túc. Trời này, chú trao đổi với cháu như thế này. Ờ, hôm vừa rồi thì nhà chú cũng có dỗ. Làm khoảng hơn 60 mâm. Xôi thịt thì đầy ra. Chú trả xôi. Trời ơi. Trời là chú nói được cần biết nhá. Sớm muộn gì thì cũng phải xôi thôi. Không thoát được tay trời đâu. Ôi trời. Trời ơi. Cứ bình tĩnh, không phải cáu. Người này không chơi thì người khác xơi. Xơi cái gì? Xơi cỗ đây. Điên. Này, chú là người có học 4 bằng đại học đấy. Mà chú cũng là người có tiền. Chú đầu tư trang trại nhiều thế này cơ. Cho nên là chú không xơi linh tinh đâu. Ờ cái đấy, đây biết lâu rồi nhá, không phải dạy. Thì là không phải dạy, thế nhưng mà hôm trước nhà chú có cỗ nhá. Chú không sơi, toàn cán sơi thôi. Thế hôm nay chú không sơi thì trời, chiêu đãi cho cán sơi nhá. Ờ, nghe cũng hợp lý đấy nhở. Ừ, thế đi, cán chơi đi.
Bố ông biết đàn của tôi kia có bao nhiêu con vịt? Nhiều lắm. Xem nào. 2, 4, 6, 8, 5... Ui, nó cứ bơi lung tung này, không đếm được. Đây. Rồi, ông nhìn nhá. Thế này thì có đếm được không? Nó đứng yên thế này thì trẻ con đếm được. Ông thông minh thật. Quá thông minh luôn. Cái gì nó cũng có giải pháp của nó. Kể cả chuyện tình cảm. Cái gì cũng có giải pháp. Kể cả chuyện tình cảm. Này, này, ông đi nước kiểu gì đấy hả? Ông thế nào? Mắt để ở tai à? Hả? Ông định đi nào? Ông có biết là ông làm sức hết ngọc của tôi thì không? Hả? Ông tự này nhá. Ông định làm sao? Ông đi sai, ông lại còn giả mồm à? Hả? Ai sai? Ai sai? Ông sai chứ ai sai? Ai sai? Thôi 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 thôi. Giả mồm. Thôi. Này, cái gì nó cũng có giải pháp, kể cả chuyện tình cảm. Ông có thích giải pháp không? Tôi cho ông. Này, không mặc thể bây giờ. Có thích giải pháp không? Hả? Ôi trời ơi. Này, sao cháu lại hội nhập TPP sớm thế? Hả? À? TP là gì? TPP là tát phũ phàng ấy. Cuộc đời cũng lắm đắng cay. Thằng trăm em thích, thằng hay dính đòn. Chú là cứ trêu mà tại chú không chơi nên là cháu định chơi. Nó tát cho một phát bên này nổ đông đó mắt. Bây giờ thì ma nhập chứ hội nhập cái gì nữa. Hình như con chổi nó lại đến đấy. Mày ra đi, ra xem tôi làm nhanh. Thôi, chú đừng có mà suy dại. Ra để nó lại hội nhập phát về này nữa. Khổ quá, lần này nó không hội nhập. Nghe chú, đi ra, nhanh lên. Ra bỏ chú đi vắng nhá. Đi. Nào, đi nhanh. Tưởng con chổi. Chú đối à? Từ ngày chết trôi bây giờ mới gặp nhau. Mày cứ đùa dai. Này. Ê, chú tìm con Hỏa à? Cái thằng, chú cần có nhà không? Chú đèn lắm, chú cháu vừa đi rồi. Con nói đi đâu không? Dạ. Con nói bao giờ về không? Mặt mũi làm sao thế kia? Cháu chả sao. Chú tìm con Hỏa à? Thôi chú về đi. Chú đôi ơi. Hả? Hôm nào rảnh thì lại ra sông tập bơi tí để kiểu gì được gặp con Hỏa. Thằng này. Thôi, chú về nhá. Vâng ạ. Cái gì cũng có giải pháp của nó, kể cả chuyện tình cảm. Cán cán. Con chổi nó về rồi. Rồi nào? Con chổi vừa đến đây. Ui, con chổi nó tát cháu xong nó về từ đây. Lúc nãy là ông đối. Ông ấy mà chết trôi mà chú vớt về đây. Ok. Thế sao không bảo chú vào đây? Về thôi.
Ơ kìa, sao lại về? Thì chú bảo cháu là ra là bảo chú không có nhà thì cháu bảo thế thôi. Mà cháu biết thừa, nếu nhá mà không nghe lời chú á thì ăn cái hội nhập vào mặt này. Mày đúng là cái thằng vô tích sự thật đi. Lúc nào chú mắng cháu là thế nào, có được ầm ĩ lên. Thì lúc nãy chú bảo con chổi là ra bảo là chú không có nhà thì cháu bảo không có nhà, nó vẫn đằng đằng vào đi bây giờ. Thôi! Mày ngu đến thế là cùng. Khổ quá cơ. Còn với cháu này thì sao chú lại hội nhập cháu? Ngày nào cũng hội nhập. Biết thế, tí nữa ra rủ con chổi đi hội lạc ấy. Làm gì có người làm. Hội nhập. Tuổi như ông ấy, đi tán gái mà bị đuổi về nhiều lần thì nó cũng là cái chuyện bình thường. Ông không việc gì phải căng thẳng cả. Thế thì tôi mới phải đến nhờ ông. Cái gì thì nó cũng phải có quy trình, ông hiểu không? Thì ai mà sẽ biết nó phải quy trình. Nhưng mà cái quy trình thì nó như thế nào? Ông nghe tôi hỏi này. Cái đứa mà ông tán ấy, nó có sinh không? Sinh thì làm sao mà bằng con chổi. Ngoài cái thằng này hóng hớt nhờ. À, nó có sinh không? Ông hỏi tôi. Ừ. Con bé sinh. Ừ. Thế theo ông nhé, một người phụ nữ xinh đẹp thì họ cần ở đàn ông những tiêu chí gì? Nếu mà phụ nữ xinh thì họ cần trước mắt là nhiều tiền. Ừ. Thứ hai là đẹp trai. Ừ. Ừ. Thứ ba là tốt bụng. Theo tôi thì tốt bụng ông có thừa rồi. Ừ, thế tôi hỏi ông nhé, ông có tiền không? Tiền thì ít. Rồi, ít đi gì? Thế còn đẹp trai thì nhìn ảnh của ông là tôi biết rồi. Tóm lại là như thế này. Trong ba tiêu chí thì ông chỉ được có đúng một tiêu chí là tốt bụng thôi. Theo tôi này, không còn cái gì cả. Bây giờ, ông nên đi yêu đứa khác đi. Ủa, không. Tôi sẽ kiếm cho ông một cái đứa mà nó hợp với cái bộ hài cốt của ông. Không, được không? Không, 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 không. Ông ơi, tôi chỉ có trường hợp này thôi. Tôi không thích một trường hợp nào nữa cả. Trường hợp này thôi. Nhá, tôi kiên quyết chỉ có thế này thôi. Khó nhờ. Nếu mà ông đã quyết tâm như thế thì phải có mưu. Thế thì ông nghĩ ra cái mưu gì hộ tôi với? Ừ. Ông có mang tiền đi không? Để làm gì? Làm từ thiện. Ừ. Bao nhiêu? 15 triệu, được không? Hả? 15 triệu có mà bằng 3 tháng lương ở tường này. Ôi cái thằng này, người lớn người ta đang nói chuyện, đi làm việc đi. Này ông ơi, 15 triệu cơ. Ừ. Vừa rồi thì nhà tôi cũng có mấy việc, tôi cũng tiêu hơi quá tay. Nhưng mà đang tán gái này nhảy sang từ thiện, tôi thấy nó cũng không liên quan lắm. Ô hay nhỉ. Mà này ông, từ thiện cho ai mà những 15 triệu? Thôi được rồi, tiền ông không có thì tôi sẽ lo cho ông. À. Nhá, tôi sẽ lo cho ông bây giờ như thế này. Ông sẽ đóng vai đại gia. Tôi sẽ đóng vai một thằng ăn xin. Đấy, ông sẽ diễn một cái hoạt cảnh là đại gia rủ lòng thương cho ăn xin một số tiền thật lớn trước mặt cô ấy. Thế là cô ấy nhìn thấy. Ừ. Tôi đưa cả một số tiền lớn cho ăn mày. Ừ. Thế là tôi là thằng vừa nhiều tiền, vừa tốt bụng đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà ông ơi, đưa cho ăn mày cả 15 triệu á. Ô hay nhờ cái ông đây. Tiền của tôi đưa cho ông, rồi ông lại đưa vào túi tôi chứ nó có đi đâu mà ông phải lo. Hiểu không? Sao? Nhưng mà thế là nó giả dối thế nào tôi không làm được. Ô hay nhỉ. Thế là thôi nhá. Đừng thôi. Thôi được rồi, ông cố gắng giúp tôi vậy. Ừ, thế chứ. Thế tôi nghe ông. Thôi được rồi, đi. Ừ. Đi. Rồi. Mọi việc đã tốt hơn. Chị cứ chịu khó uống thuốc theo đơn tôi kê ấy, dạ, thì nhan sắc của chị sẽ được cải thiện. Ôi thế ạ?